yêu trẻ và ước mơ trở thành giáo viên hay cán bộ quản lý cấp học mầm non. Đam mê trải nghiệm và mong muốn cống hiến sức trẻ cho các hoạt động cộng đồng dành cho đối tượng trẻ em. Ngành học cử nhân sư phạm mầm non tại trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng sẽ đưa bạn đến gần với ước mơ. Chương trình đào tạo kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức và kỹ năng. Đề cao giáo dục nghiệp vụ lẫn bồi dưỡng nhân cách người giáo viên. Gần 100% sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp. Khoa mầm non trường Đại học Sư phạm Đại học Đà Nẵng nuôi dưỡng yêu thương, ươm mầm tương lai.